Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 29 tháng 4 năm 2022 được phát trên kênh Rick Hill Vice. Thị trường giá heo hơi trong những ngày gần đây không ngừng điều chỉnh tăng mạnh trên khắp cả ba miền. Như vậy, nếu đợt tăng nóng tiếp tục diễn ra, thì giá heo hơi sẽ phá vỡ mức 70.000 đồng cho đến 80.000 đồng 1 kg trong thời gian tới. Cụ thể về bảng giá thu mua ngày hôm nay như sau. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 53.000 đồng 1 kg cho đến 60.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 58.000 đồng cho đến 60.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Hưng Yên giữ mức giá 58.000 đồng cho đến 60.000 đồng 1 kg. Nam Định được ghi nhận từ 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Hà Nam giữ mức giá 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 52.000 đồng 1 kg cho đến 59.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 57.000 đồng cho đến 59.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Quảng Bình giữ mức giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 57.000 đồng cho đến 59.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Bình Định giữ mức giá 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Bình Thuận giữ mức giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 54.000 đồng 1 kg cho đến 59.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Bình Dương giữ mức giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 58.000 đồng cho đến 60.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 54.000 đồng cho đến 56.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 56.000 đồng cho đến 58.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 57.000 đồng cho đến 59.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 55.000 đồng cho đến 57.000 đồng 1 kg trong hôm nay.
Về giá thịt heo thành phẩm tại các rạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 115.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 155.000 đồng 1 kg. Sườn già heo được ghi nhận là 105.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai bán với giá 125.000 đồng 1 kg. Đuôi heo được ghi nhận là 120.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 65.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 95.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, hiện có 3 công ty gồm Nabecco, ATD và Dabaco đang trong quá trình thử nghiệm và kiểm nghiệm. Đây là nỗ lực của ngành thú y trong việc phối hợp với các doanh nghiệp và các nhà khoa học, hình thành một hệ sinh thái để nghiên cứu sản xuất vaccine của Việt Nam, không những đáp ứng phòng chống dịch bệnh trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu vaccine. Đây là tín hiệu và kết quả đáng mừng, và chắc chắn khi kết thúc xong việc khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thành lập hội đồng và công bố sớm để sớm đưa vaccine vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch tả heo châu Phi. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã rất nhiều lần tăng, có loại tăng tới hơn 10 lần kể từ đầu năm 2021 đến nay, trung bình mỗi lần tăng từ 3 đến 5%. Nguyên nhân một phần là do dịch COVID-19 gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển tăng từ 200% đến 300%. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho rằng đến thời điểm này chưa có hy vọng gì về việc giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm. Bởi lẽ hiện nay quá trình vận chuyển nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam vẫn gặp trục trặc, chi phí vận chuyển các mặt hàng này tăng cao từ 200 đến 300% so với trước. Còn một phần nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm mạnh là do vừa qua sản lượng thịt heo nhập khẩu nhiều, trong khi nhiều trang trại lớn trong nước cũng đã tăng đàn khá mạnh, khiến heo tồn đọng với số lượng lớn. Việt Nam nhập khẩu tới trên 90% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nên khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm đứt gãy hàng loạt chuỗi cung ứng, giá thành vận chuyển tăng cao. Theo nghiên cứu, sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến chi phí nguyên liệu và phụ gia thức ăn chăn nuôi cao. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành thức ăn chăn nuôi trong năm nay. Đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng, làm tăng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm. Người tiêu dùng ngày càng có mong muốn về sự minh bạch của nguồn gốc thực phẩm và cách sản xuất thịt, sữa và trứng của họ. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu tăng lên đối với sản xuất bền vững phúc lợi động vật và không có kháng sinh cho động vật, từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp phải nghiên cứu, cải tiến sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, xét ở những góc độ tích cực hơn, thì ngành thức ăn chăn nuôi vẫn có nhiều triển vọng tích cực trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, năm 2022, ngành chăn nuôi đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân tăng từ 4 đến 5%, sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6,4 triệu tấn, tăng khoảng 4% so với năm 2021. Trong đó, thịt heo đạt khoảng 3,9 triệu tấn, tăng 3,6%. Trước diễn biến cung và cầu, Cục Xuất Nhập Khẩu dự báo, năm 2022, ngành chăn nuôi heo vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức do dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2021 đã tác động kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thị trường sản phẩm chăn nuôi năm 2022. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất, chi phí trung gian, giá thành sản phẩm chăn nuôi trong nước vẫn ở mức cao. Dịch bệnh tả heo châu Phi còn xảy ra ở một số địa phương, tuy đã được khống chế, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Ngoài ra, vấn đề toàn cầu hóa về thị trường, việc hội nhập sâu rộng của nước ta với thế giới, trong bối cảnh thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do đa phương và song phương với các nước, khối khu vực trên thế giới, nhất là Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Những hiệp định này sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm chăn nuôi tiếp cận với thế giới, đồng thời phải đối mặt với việc ngày càng gia tăng áp lực về thị trường cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Cạnh tranh ngày càng lớn về giá, về chất lượng, đa dạng sản phẩm, trước bối cảnh, sản phẩm chăn nuôi của Mỹ và châu Âu xuất khẩu vào thị trường Việt Nam. Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tổng đàn heo trên cả nước tính đến hết năm 2021 đạt khoảng 28 triệu con, tăng hơn khoảng 6% so với năm 2020. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước tính đạt 4,1 triệu tấn, vượt 14% so với kế hoạch. Để ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Trong đó, tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
các cơ quan chức năng địa phương cần tích cực triển khai các giải pháp nhằm khống chế kiểm soát các ổ dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn heo, nhất là khu vực tập trung chăn nuôi, khu vực nguy cơ cao, các ổ dịch cũ, nhằm phát hiện sớm để xử lý kịp thời dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Nghiêm túc thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán heo mắc bệnh, heo chết, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh lây lan. Đặc biệt, người chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng địa phương cũng liên tục khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng vaccine, thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh để kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!